sáng đến đại không đấu xong thì đi chơi đại không đấu giống như còn bao. Giống ghê luôn, mà giống giống mấy ông mà đứng đấy. Cố tình. Đây là con gấu. Tiếp theo là khó hơn một tí là lấy khách ở con hoa thằng cô à. Nga. Đúng danh luôn nha. Chúng ta cũng một ta thì có hai con bóng. Ta sẽ phạt con hoa. Cái này là khó hơn một cái. Ông hoa ta thì bôi can thế này, chúng ta có kỹ thuật là xả hơi, ta thì xả hơi cho nó bóng nó sẽ mềm đi, chúng ta nặng một khối bỡ. Bóng nó chuyên ấy mà, chuyên dùng. Đây, chỉnh bóng hoa này, anh ta cảm giác là bóng hoa. Bóng này xài được nhiều thứ lắm ha. Thank you.
cái này phù hợp chứ. Thăm tổ chức các cái trò chơi lớn, các trò chơi hội trại cũng được chứ. Đây là... đây là một con hoa bốn cánh cũng được. Na nói cái này dùng được nhiều chức năng đó, bấm bấm đây này. Ra hoa rồi đó. Chờ phong bì vậy chứ.
khúc mà cái múa nó có biểu diễn võ thuật nó khác nhau, mình nhìn mình không có lường tiếp được cái này, không lường được cái tiết mục nó đâu. Nhiều con vật nữa các bạn.